cả Lộ Lộ là mẹ, trầm tính hơn sau quá khứ tai tiếng. Diễn viên, người mẫu nội y hot một thời can Lộ Lộ tái xuất trên mạng xã hội sau thời gian vắng bóng, tiết lộ đã có con. Trong bức ảnh mới nhất, tất cả đều nhìn thấy can Lộ Lộ kín đáo hơn rất nhiều. Trên Weibo đưa tin, cô nàng can Lộ Lộ đăng bức ảnh chụp cùng một bé gái kháu khỉnh, xinh xắn và tiết lộ cô đã là mẹ. Cô bày tỏ niềm vui với vai trò mới, con là sở thích đơn thuần nhất, cũng là lớn lao nhất của mẹ. Thế giới rộng lớn nhưng hạnh phúc thì nhỏ bé. Đừng bận tâm đến thế giới, con gái của mẹ, công chúa nhỏ của mẹ, hãy luôn hạnh phúc nhé. Chúc con luôn lớn lên trong yêu thương, được như trẻ thơ, không bị bất cứ điều gì bó buộc. Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi. Bức ảnh được chia sẻ cho thấy can Lộ Lộ trông có phần già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều. Dù đã sử dụng hiệu ứng làm đẹp, các đường nét trên gương mặt cô vẫn tạo cho người nhìn cảm giác xuống sắc, đặc biệt là bụng ngấn mỡ khiến cô trông khác xưa rất nhiều. Nhưng theo các phán, đó là biểu hiện cho thấy can Lộ Lộ đã làm mẹ và cô biết giữ hình ảnh hơn. Một số nguồn tin cho hay can Lộ Lộ đã kết hôn vài năm trước, tuy nhiên danh tính chồng cô không được tiết lộ. Người tình của cô, đạo diễn Đặng Kiến Quốc cũng đã kết hôn, cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Can Lộ Lộ từng là hiện tượng giải trí một thời vì lối ăn mặc không giống ai. Cô thường xuất hiện tại các triển lãm ô tô hay đi sự kiện với phong cách hở hang hết cỡ. Một thời gian dài, can Lộ Lộ bị cấm vận. Hiện tại, cô sống kín tiếng, trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi nhưng chủ yếu đăng hình ảnh của con gái. Linh Chi, Weibo, Sina.